thứ hai, tôi sẽ gửi đến quý vị một bài hát được mang tên là Bà Mẹ Ô Lý. Bài hát này là Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác trong một lần nhạc sĩ đến Quảng Trị, thì bà nhạc sĩ có gặp được, tình cờ gặp được một người mẹ đang trên đường sơ tán, thì người mẹ đó gia tài chỉ có mang trên người một quả bí non, cho nên là qua cái sự xúc động mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác bài hát này để dành cho người mẹ đang ở cái thời chiến tranh trước năm 75. Vâng, xin mời chị ạ.